Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Giới thiệu với anh em một cái lô ống nhòm. Siêu phẩm về ống nhòm mini. Giúp cho các bác đi du lịch quan sát, đặc biệt là giúp cho anh em đi săn ong và tìm ong. Ống nhòm này ống nhòm với cái mức giá trung bình nhá, thông báo giá luôn với các bác là 700.000. Và 700.000 thì nó sẽ đạt được cái chất lượng cho các bác được gọi là chấp nhận được, xem được khá nét khá trong. Còn cũng nói thêm, chia sẻ thêm với các bác là mấy cái hàng mà hàng 550-600 số của nó kinh doanh rất là nhiều rồi, thì nhìn nó thời gian đầu nó cũng gọi là nhìn tạm, nhưng mà nó nhanh xuống cấp và độ ảnh lóa rất là nhiều, không được trong nét như cái này. Thế còn các bác mà mua cái 700.000 này mà bác đi so bì với một cái ống nhòm cũ của bác mua 3 triệu thì các bác thông cảm là nó sẽ không sánh được bằng nhá, tiền là của đấy thôi. Đây là giới thiệu cho các bác là mấy thùng như này, lô hàng trước thì cái này là tôi đã bán rồi, nhưng mà nó chưa có clip giới thiệu chi tiết là cái mẫu này. Lúc trước ấy thì cái mẫu nó giống như này thôi, nhưng mà lúc lô mùa năm ngoái ấy, chia sẻ với các bác luôn nhé, là mùa năm ngoái ấy, là cái mẫu đấy là cái mẫu giá rẻ, mẫu hàng hàng nhái của Trung Quốc, không phải hàng chính hãng nhá. Thế cái mẫu đấy là nó giống đặc như này thôi, nhưng mà giá tiền nó rẻ hơn một chút và ảnh thì nó cũng có nét, nhưng mà nó hay bị lóa và độ nó xuống cấp, nó nhanh xuống cấp hơn. Thế còn đối với cái mẫu này là hàng nghiêm, hàng loại 1, và nói chung nó là hàng đắt các bác nhá. Bác hiểu phân biệt nó là một hàng đắt hàng rẻ. Giả dụ như hàng đắt này là 700 thì hàng rẻ nó là 500-550 đấy. Đấy nhá, thông báo với các bác như vậy để các bác nắm được cái mẫu ống nhòm như này thì sẽ có hai mẫu, hai kiểu ấy. Một là đắt, hai là rẻ. Thì đây là mẫu hàng đắt nhá, đây là mẫu hàng đắt. Thế còn mẫu hàng rẻ thì shop sẽ không kinh doanh nữa rồi nhá. Cả năm nữa tôi sẽ nói cho các bác biết được đắt rẻ cơ bản, các bác nhìn sơ là các bác đã phân biệt được rồi nhá. À, rất là hàng rất là nhiều. Các bác có nhu cầu thì mua nào cứ liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại ở trên màn hình. Mua hàng rất là đơn giản thôi. Các bác cho thông tin rồi nhận hàng trực tiếp, xem hàng, kiểm tra hàng, trả tiền nhá. Không cần phải đặt cọc trước. Đấy, thôi đi đi. Không cần đặt cọc trước. Thế còn cho các bác kiểm tra hàng luôn. Đây. Giới thiệu cụ thể với các bác này. Đây là ống nhòm, mình cái đọc đó là ống nhòm Bygit. Bygit này. Made in Russia. Thì nó là cái hàng thương hiệu Bygit của Nga. Nhưng mà chia sẻ luôn với các bác, nó là của hàng Trung Quốc sản xuất nhá. Nhưng mà nó hàng loại 1. Cái thông số của nó này là 8x30. Đấy. Vỏ bao bì đây. Đây là một chiều này. Mặt sau này. Cái mặt sau này có nhiều thông số kỹ thuật hơn. Đó, các bác thì nghiên cứu thêm. Mặt bên sườn này nhá. Đấy. Giờ tôi sẽ mở ra thực tế cho các bác xem. Đấy. Đây này các bác này. Hàng đắt với hàng rẻ nó khác nhau ngay. Khác nhau ngay từ cái vỏ này. Đó. Cái vỏ này nhìn là da sần, nhìn cái da nó chắc chắn, nó khôn. Đó, nhìn nó như là da xịn đấy, mà nó dày dặn, nhìn nó chắc chắn. Thế còn đối với mẫu hàng rẻ của năm ngoái ấy, thì các bác cũng cầm ngay cái túi này, thấy nó rất là mong manh, nó không bao giờ đạt như này đâu. Đó là cái điểm đầu tiên rồi đấy, nó là hàng rẻ đấy nhá. Còn mẫu này là mẫu hàng đắt, các bác thấy nhá. Tôi giới thiệu với các bác ống nhòm này, ống nhòm siêu phẩm, hàng mini. Hàng mini cực kỳ nhỏ gọn đó các bác. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Cái này chỉ có mấy trăm gram thôi, và cái chiều này thì sẽ đạt được khoảng, tôi không đo chính xác đâu, như nó 15 cm thì đấy nhá, 15 cm. Chiều này nó ngắn hơn, chắc khoảng 12. Nhưng nói chung là hàng rất là nhỏ gọn. Đấy, các bác lưu ý như vậy. Khóa mở này. Rồi đến phụ kiện bên trong này. Phụ kiện bên trong. Đây này các bác này, hàng đắt nó thể hiện từ cái vỏ hộp bao bì. Ở trong này may thêm cho các bác một lớp mút êm, nhá. Lớp mút êm này. Và ra ngoài nhìn là da sần, da xịn. Cái này để các bác mắt thường nhìn các bác đã biết là nó đẹp rồi. Nó là hàng da đẹp rồi, không phải hàng da thường. Đây. Đọc trong túi bóng này. Cái này là tôi vừa mua khui thùng rồi nhá. Giờ cái miếng giấy khăn lau này. Thông số của nhà sản xuất và cái ống nhòm này để các bác cứ nghiên cứu thêm nhá. Nó là tiếng nước Nga thôi.
không phải tiếng nước Trung nữa, đây là hàng này hàng bay gít của Nga mà nhá. Đấy, tôi để qua đây tiếp tục đến trong đến phần ống nhòm này. Đây nha các bác này, đây tôi bỏ một cái này là cái nguyên bản ở xưởng gửi về nhá, tôi vừa bỏ ra xong. Các bác kiểm tra hàng thì các bác sẽ thấy này. Đây, đây một gói hút ẩm nữa, một cái dây và một cái miếng chắn bụi. Miếng chắn bụi thì người ta không kẹp vào luôn, nhưng mà để xốp kiểm tra xong thì sẽ cài cái miếng chắn bụi này vào cho các bác. Nó là ở phía này này, nó ở phía ngoài này. Thế còn phía trước này nhá, các bác nhớ cái phía trước, phía trước là không có cái chụp để chắn bụi đâu, nó chỉ có thế này thôi nhá, chỉ có miếng này thôi. Miếng này là ở phía trước này. Đây các bác quan sát giúp tôi, ống nhòm mini 8 x 30. Đây, đây nó viết tắt là 3 gít, 8 x 30. Ở đây thông số là 150 xẹt 1000 mét. Đấy, có nghĩa là đạt, chắc là đạt tiêu cự là nhìn được ảnh nét trong trong khoảng 1000 mét. Đấy là một cây số đấy nhá. Đấy, đây các bạn này, đây là những cái số đo để nó chỉnh cho cái chiều này cọp vào cọp ra thôi, mình không quan tâm nhiều. Ở hai cái ngoài này là sẽ cố định chắc chắn ra các bác nhá, cố định chắc chắn các bác. Và phía bên này, phía bên này là sẽ không có chỉnh trọt gì. Còn phía bên có dấu này, nó có cái chỉnh như này, cộng này hoặc trừ này. Thế này các bác về chỉnh nó phù hợp với cái tiêu cự mắt của mình. Nhưng mà đơn giản nhất là các bác cứ để cho tôi mặc định là ở điểm 0 đi, ở điểm 0. Khi các bác đưa lên nhòm là các bác sẽ phải kéo cái này cọp vào hoặc soạn ra để cho cái khoảng cách của mắt của các bác này, khoảng cách mắt các bác đưa vào đây nó hợp lý nhất, rất hợp lý nhất. Đấy. Và trên này này có cái con năn này này, con năn này là cái con năn, con năn lấy nét. Đấy, các bác phải chỉnh sang trái hoặc là sang phải. Đây tôi đang chỉnh sang bên này là sang bên tay phải này, nó đẩy cái ống kính chạy ra, đẩy ống kính này chạy ra. Trong này có một thấu kính nữa, đây có một thấu kính nữa đẩy thấu kính chạy ra. Thì nói chung là nó làm cái tiêu cự phù hợp nhất với cái khoảng cách các bác nhìn để cho hình ảnh trong và nét nhất. Thì cái này là cái lấy nét. Khi các bác nhìn đưa lên thì các bác phải xoay cái nút này, xoay sang trái hoặc xoay sang phải, làm sao hình ảnh nó nét nhất, nó trong nhất thì các bác để lại. Đấy, đấy gọi là cái lấy nét nhá. Thì hàng này là hàng loại 1, hàng đắt tiền. À, nhìn nó sẽ khôn hơn. Và những cái nhựa này chắc là nó sẽ cứng cáp hơn. Còn đối với đồ hàng rẻ kia thì cái nhựa này nó cũng hay bị dễ gãy lắm. Nhiều khi là tôi kiểm tra thử tôi rơi cái nó đã gãy rồi. Cái này chắc là sẽ chắc chắn hơn đấy nhá. Đây. À, bài ghi này. Còn cái này là ghi độ C là cái gì tôi cũng không nắm được, các bác phải nghiên cứu thêm nhá. Đấy. Mẫu ống nhòm siêu nhỏ, ống nhòm mini. Nhưng mà đưa, nói chung là bây giờ cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Nhưng mà như tôi, mắt tôi nhìn lên, nhìn phong cảnh, ví dụ nó nói là nhìn phong cảnh ấy, là nhìn người. Đấy, nhìn phong cảnh cách mình 1000 mét, rất là trong, rất là nét, rất là sáng. Thế còn để đi tìm ong thì sẽ giúp cho các bác nhìn được trong khoảng 200 rưỡi tới 300 mét thì các bác sẽ thấy được ong bay. Đấy, thấy ong bay. Chứ còn bây giờ bảo là nhìn tới 500 mét, 1000 mét mà thấy con ong thì sẽ không thấy được nhá. Ví dụ các bác nhìn một ngọn cây nhãn cách mình 200 mét, các bác chỉnh độ nét đi, 200 đến 250 mét đấy, các bác chỉnh độ nét đi nhá. Các bác chỉnh xong độ nét rồi các bác sẽ thấy cái chùm hoa nhãn nó nét, nó trong, có những cái quả non bằng ngón tay út này chẳng hạn, nó rung rinh, nó sắc nét, nó không bị nhòe. Thì trên cái chùm đấy có bọ xít hay có ong bay là các bác sẽ thấy được nhá. Đấy là các bác sẽ thấy được nhá. Chứ còn bây giờ bảo nhìn đấy 500 mét và 1000 mét mà thấy được con ong thì sẽ không có. Và tôi giải thích thêm cho các bác, ống nhòm thì nó có tác dụng là rút ngắn khoảng cách nhòm. Lúc trước tôi có bán một cái kiểu là nó có cái cần ở đây này, gọi là cần zoom từ 10 lần tới 50 lần. Thì các bác chỉnh được cái lấy nét này xong hết rồi. Đấy, xong hết rồi. Ví dụ như các bác nhìn cái cây trước này, anh nhìn cây trước này, các bác chỉnh nét xong rồi nhá. Thì mình định giá được rằng, mình định hình được rằng là mình cách cái cây đấy khoảng tầm 100 mét. Đấy, mình theo mắt thường mình áng chừng ấy. Thì các bác kéo cần zoom lên ra thì cái cây đấy nó sẽ tiến gần lại mình hơn. Đấy, hơn mấy chục mét nữa. Đấy là cái độ zoom. Thế nhưng mà khi mà ống nhòm có độ zoom đấy thì nó lại thường là không ổn định.
mà cái zoom nó chỉ zoom được 2-3, ví dụ như zoom 50 cho tới 100 thì chỉ zoom được khoảng 10-20 thôi. Còn zoom thêm một tí nữa là ảnh nó vỡ, nó nhòe hết nhé. Đấy, thì cái này nó sẽ không có độ zoom như vậy. Cái này nó sẽ giúp zoom sẵn cho mình, giúp rút ngắn khoảng cách sẵn cho mình luôn. Có nghĩa là như nào? Có nghĩa là bây giờ các bác nhìn quan sát một nhà 2 tầng cách mình là 500m. Tôi nói là cách mình 500m đi. Thì hoặc là cách mình 1000m đi. Cách mình 1000m là một cây số thì các bác chỉ nhìn thấy cái đốm nhà thôi. Nhá, đốm nhà thôi. 1000m thì hơi xa đấy. Cách 500m thôi. 500m thì các bác nhìn thấy hình thái ngôi nhà như vậy. Nhưng mà các bác không thấy được chi tiết. Thì bây giờ các bác đưa ống nhòm lên. Các bác sẽ thấy được chi tiết, thấy được cả người đứng trên ban công. Thấy được trên ban công trang trí những gì, cây hoa cảnh như thế nào. Cảm giác như là mình đứng cách họ, đứng cách cái nhà đó chỉ 100m thôi. Là nó rút ngắn khoảng cách đấy cho mình nhá. Còn không có cái ống nhòm nào mà nhìn con ong to bằng đầu ngón tay này, bằng đầu đũa này mà đưa vào ống nhòm con ong nó phóng to bằng nắm đấm cho các bác nhìn thấy, là không có ống nhòm như vậy nha các bác nhá. Đấy, giải thích thêm cho các bác này để các bác nắm được sơ sơ. Thì đây nói chung là hàng siêu phẩm về ống nhòm mini, hình ảnh cực là nét. Đấy, rất là nét. Nói chung là nét đến đâu thì mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Nhưng mà đảm bảo so với mấy cái hàng mà to đùng đùng đoành đoành thì ngày xưa số có bán rồi ấy, thì nó cũng cái này nó ăn đứt luôn. Đấy, nó ăn đứt luôn, nó nét cực hơn nhiều. Và nó lại đảm bảo yếu tố cho các bác là cực nhỏ gọn, cực nhẹ để cho các bác đi đi rừng, đi săn ong cho gọn gàng. Đấy, đang giới thiệu các bác lô hàng như vậy. Thì để đến hôm nào tôi sẽ có một cái clip kỹ càng hơn, soi qua cái ống nhòm này cho các bác xem thấy hình ảnh nhé. Thế còn cái này là cho các bác xem và kiểm tra hàng. Ok thì các bác nhận nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhé.